Sống đách trô la hôm xô khênh, tổ tuôn ban xây nhà bắt bận đất kết tỷ dụ, phần ảnh áp phí vật chôn nộp bắt bí xa con vật chê lai chết chia xím công trai mìa. Sống đách trô la hôm xô khênh, ủ bạc này dụ rọt mần trây cổ xuông mà hạp tây, tổ tuôn ban xây nhà bắt bận đất kết tỷ dụ, phần ảnh áp phí vật chôn nộp bắt bí xa con vật chê lai chết chia xím công trai mìa. Vị thi bộ cơ nâng tổ tuôn xây nhà bắt bận đất kết tỷ dụ ni, bản phơ lang nợ bật tỷ đọc pr khai mít thổ ná cho năm phí bọn mà phải bấy đời nẹ bà cô chung xâm đách cơ là hôm xa khênh cư lô bận đất xa phía cha hong chung nà rần rốt mần trây cơ xuông áo bồn dụ vị chôn nâng cây là cá tất tu xa nhạc bắt bận đất kết tỷ dụ ni chia mà hà kết tỷ dụ đọt lại thật là ở đông ở đồng bóng phót nâng xa xong chung phu xâm đách cơ là hôm xa khênh đầy bà đam chanh bí xa nạ đầy nè cá đực nôm rộ bọ xâm đách cơ là hôm nông cá chô rùm đực nôm có sang nôm ai bà tích Campuchia đã tuôn bàn ở sức xe rê phiếp nâng sạch thê rộp hiếp nơi dô bái kết đâu chỉ bàn nâng cầm phung bàn tố áp phí vọt mê tục hôn Campuchia ở can tài rích chùm ràng thức công thức cán rung rương to từ mục tiên lúc hong chun nà rôn rọt mần trây cơ xuông áp rôm dụ vị chôn nâng cây lá bàn lước lang thả xe nhà bắt bận đất kết tỷ dụ hôm nay áp phí vọt chôn nọ bót cứ chia ca từ tu skoal nây cầm rất áp rôm កលវិទ្យាល័យជាតិជាសិមកំចៃមីតែត្រូវផ្ដល់ជូនដល់អិសរជនឬបុគ្គលឆ្នើមដែលមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់និងមានការទទួលស្គាល់ជាពិសេសចំពោះសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់ស្របតាមពេលសកកម្មរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាមួយគ្នានេះគណៈកម្មាធិការវិដំឡៃថ្នាក់បណ្ឌិតបានពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅស្មារតីទាំងឡាយរបស់សម្តេចកលាហោមសខេងនិងបានឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទ សម្រាប់នៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2023ឆ្នាំដៃរបស់សម្តេចកលាហោមក្នុងផ្នែកអភិវឌ្ឍជនបទមានលក្ខណៈដ៏ពងពុះដ៏ងឧត្តមនិងមានតម្លៃលើសលប់ទាំងផ្នែកសិក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ប្រកលជូនពីសកលវិទ្យាល័យជាតិជាសិមកំចៃមីនៅសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែកអភិវឌ្ឍជនបទជូនបេក្ខជនសម្តេចកលាហោម มันแม่นกรอนแต่เจียลุงเนื้อทานดอกเกาะกระไดปนโนเตแต่จิตติกันไลน์ได้อาจสำระลมหายรมสายรอตกกองบอลอารมณ์สมกสมังบรรทุกปีการเนื้อฮอตเป็นมวยไงคือจิตติทานโป้เป็นดาวสิกเดชกสุขแห่งมิงโกลจีนิรัน